Hâm mộ thầy Binzy, nam sinh tự tin nhảy trước toàn trường. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh sinh hoạt ngoài trời tại trường Trung học cơ sở Phan Tây Hồ, Gò Vấp đã khiến cư dân mạng không ngừng chia sẻ. Thậm chí nhiều nam thanh nữ tú khi xem xong cũng phải bất đắc dĩ thốt lên: "Đúng là trường nhà người ta không làm chúng tôi thất vọng." Cụ thể, video được thầy Nguyễn Văn Hiếu quay lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này trong buổi sinh hoạt ngoài giờ, hàng trăm học sinh đã tập trung ngoài sân trường để lắng nghe những chia sẻ của thầy giáo. Để không khí thêm phần sôi nổi, thầy đã giao lưu và đưa ra một mini game quen thuộc, đó là mở một bài hát ngẫu nhiên. Bạn nào đoán đúng và nhảy theo được bài hát đó thì sẽ có một phần quà là một chú gấu bông. Khi âm nhạc vừa vang lên, một cậu học sinh không rõ là lớp mấy đã ngay lập tức đưa ra câu trả lời và tự tin thể hiện điệu nhảy trong sự cổ vũ của bạn bè. Đúng là 10 điểm tự tin. Không biết thầy Bin Đê có xem được đoạn clip này và thấy bật cười không? Chứ tôi thì thấy dễ thương phết đó chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV. Tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thật nhiều tin tức nóng hổi nữa nha.